Xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay lớp chúng ta lại tiếp tục môn học, đó là môn âm nhạc. Trên màn hình là bốn bức tranh. Bức tranh đầu là nói về những sơn núi và những tàu thuyền. Cái bên là một vườn hoa, trên là có những cây thông. Tiếp theo đó là một cánh đồng lúa và những chú bò đang được người ta dắt đi trên những bờ ruộng. Tiếp theo đó là một chiến sĩ đang cưỡi ngựa. Thì bài học tiết 8 hôm nay là nói về bài Trên ngựa ta phi nhanh của Nhạc và lời của Phong Nhã. Bài Trên ngựa ta phi nhanh, Nhạc và lời Phong Nhã. Thì nói sơ qua về nhạc sĩ Phong Nhã. Tên thật là Nguyễn Văn Tường, sinh ngày 4 tháng 4 năm 1924, quê quán xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông được trúng ông được Trung ương Đoàn Thanh niên trao tặng huy chương vì thế hệ trẻ. Các tác phẩm của ông dành cho thiếu nhi như bài Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn Thiếu niên Nhi đồng, bài ca sum họp, chi đội em làm kế hoạch nhỏ, đội ta lớn lên cùng đất nước, hành khúc đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, bài Kim đồng. Và ngày hôm nay đó là bài chúng ta chuẩn bị học là Trên ngựa ta phi nhanh. Đó là cô vừa giới thiệu sơ qua về nhạc sĩ Phong Nhã, hay có tên thật là Nguyễn Văn Tường. Bài Trên ngựa ta phi nhanh, Nhạc và lời Phong Nhã. Vui rộn rã trên đường gập ghềnh, vui rộn rã trên đường gập ghềnh, ngựa phi nhanh 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 nhanh, ngựa phi nhanh 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 trên đường gập ghềnh, trên đường gập ghềnh, ngựa phi nhanh 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 nhanh, vó câu, vó câu nhẹ tênh, lắc lư, lắc lư nhịp nhàng, nhịp nhàng biển bạc, biển bạc rừng vàng đồng xanh mở rộng bao la. Biển bạc rừng vàng đồng xanh mở rộng bao la. Ta phi khắp chốn thăm các bạn bè yêu mến, thăm các bạn bè yêu mến, tổ quốc mẹ hiền, tổ quốc mẹ hiền chắp cánh cho toàn đội, cánh cho toàn đội. Ta phi nhanh nhanh nhanh, ta phi nhanh 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 nhanh. Rồi cô đọc lại tiếp một lần nữa để cho các em rà soát lại bài nhé. Vui rộn rã trên đường gập ghềnh, ngựa phi nhanh 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 trên đường gập ghềnh, ngựa phi nhanh 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 nhanh, vó câu nhẹ tênh, lắc lư nhịp nhàng, biển bạc rừng vàng đồng xanh mở rộng bao la. Ta phi khắp chốn thăm các bạn bè yêu mến, tổ quốc mẹ hiền chắp cánh cho đoàn đội, toàn đội ta phi nhanh nhanh nhanh, ta phi nhanh 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 nhanh. Và bài hát này được hát đi hát lại là 3 lần.
Nên cô đọc tiếp lại một lần nữa để cho các em nhớ lời nhé. Vui rộn rã, trên đường gập ghềnh, ngựa phi nhanh 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 nhanh. Trên đường gập ghềnh, ngựa phi nhanh 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 nhanh. Vó câu nhẹ tênh, lắc lư nhịp nhàng. Biển bạc, rừng vàng, đồng xanh mở rộng bao la. Ta phi khắp chốn, thăm các bạn bè yêu mến. Tổ quốc mẹ hiền, chắp cánh cho toàn đội ta phi nhanh 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 nhanh. 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 Trò chơi âm nhạc. Thì các em vừa ghi xong lời của bài hát, bây giờ tới phần trò chơi âm nhạc. Chúc mừng bạn. Ồ, tiếc quá, kết quả. Chúc mừng bạn là ở đây có 4 ô và có 4 nút nhạc khác nhau. Nếu mà mình lựa chọn một cái nốt mà đúng thì nó sẽ có kết quả tốt. Còn nếu không thì ô tiếc quá. Chúc các bạn may mắn lần sau. Rồi các em về nhà nhớ học thuộc bài hát Trên ngựa ta phi nhanh. Thì bài Trên ngựa ta phi nhanh đó là được hát đi một cái lời được hát đi hát lại 3 lần. Hát đi hát lại 3 lần và các em về học thuộc bài hát này. Và nhớ về nhạc sĩ đã sáng tác ra bài hát này. Theo thì các em đọc cái bài đọc thêm Năng khiếu kỳ diệu của loài chim. Năng khiếu kỳ diệu của loài chim. Thì cái này là về các em đọc thêm. Và tiếp theo đó là các em tìm một vài động tác phụ họa để chuẩn bị bài tập đọc nhạc số 2. Em nhớ chưa nào? Để cô nhắc lại lời dặn dò của tiết 8. Bài học hát bài Trên ngựa ta phi nhanh. Bài Trên ngựa ta phi nhanh thì được hát lặp đi lặp lại 3 lần. Lặp đi lặp lại 3 lần. Và các em nhớ là phải thuộc bài hát. Nhớ tên của nhạc sĩ đã sáng tác ra bài hát. Nhớ tên nhạc sĩ đã sáng tác ra bài hát. Bài hát có tựa đề là Trên ngựa ta phi nhanh nhanh phi nhanh. Trên ngựa ta phi nhanh. Và các em về nhà nhớ đọc thêm Năng khiếu kỳ diệu của loài chim. Đọc bài đọc thêm Năng khiếu kỳ diệu của loài chim. Và tìm một số động tác phụ họa. Các em từ những cái năng khiếu, đọc những cái năng khiếu kỳ diệu của loài chim. Sau đó các em tìm một vài động tác phụ họa để cho cái phát huy cái năng khiếu kỳ diệu đó. Tìm một vài động tác phụ họa và chuẩn bị bài tập đọc nhạc số 2. Thì những lời dặn dò của cô thì các em đã nắm chưa nào? Là có 4 ý chính. Thứ nhất là thuộc bài hát Trên ngựa ta phi nhanh. Thứ hai là đọc bài đọc thêm Năng khiếu kỳ diệu của loài chim. Thứ ba nữa là tìm một vài động tác để phụ họa. Và thứ tư
là các em phải chuẩn bị bài tập đọc nhạc số 2 để mình chuẩn bị cho tiết chính nhé. Thì bài giảng của cô tới đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em.